Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, 10 năm qua, ngành công thương cùng với các thành viên khác trong ban chỉ đạo cuộc vận động đã góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường nội địa thông qua nhiều chương trình ủng hộ hàng trong nước, góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt cũng như tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp địa phương tập trung sản xuất phát triển thương hiệu. Đặc biệt, Đồng Nai hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng các điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt năm 2016 từ hai điểm bán hàng Việt do Bộ Công Thương hỗ trợ. Đến năm 2018, Đồng Nai đã nhân rộng mô hình này thành 11 điểm từ nguồn kinh phí tỉnh. Mới đây, Đồng Nai cũng vừa khai trương 4 điểm bán hàng Việt tại Long Thành, Xuân Lộc, Tân Phú và thành phố Long Khánh, nâng tổng số điểm bán hàng Việt tại Đồng Nai thời điểm hiện tại lên 15 điểm. Nhờ các điểm bán hàng này, người tiêu dùng trong tỉnh dễ dàng tiếp cận hàng Việt chính hãng với giá hợp lý. Đây cũng là nội dung chuyên mục Hội nhập Kinh tế kỳ này. Mời quý khán giả theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại điểm bán hàng Việt thứ 12 của tỉnh được sự hỗ trợ của Sở Công Thương. Và có thể nói trong thời gian vừa qua thì các điểm bán hàng Việt đã phát huy được khá là nhiều tác dụng mang hàng Việt đến cho người dân vùng sâu, vùng xa. Nếu như trước đây, tiệm tạp hóa này còn khá sập sệ và ít hàng Việt, thì nay nhờ nguồn kinh phí từ tỉnh, cửa hàng này đã thay đổi toàn bộ diện mạo. Không gian rộng, cách bố trí sắp xếp các quầy kệ hợp lý, ngăn nắp, khoa học, chẳng khác một siêu thị mini. Đây là điểm bán hàng Việt đầu tiên của huyện Long Thành trong chương trình Tự hào hàng Việt. Do vậy, đây không chỉ là niềm vui của chủ cửa hàng mà còn là niềm vui chung của chính quyền và người dân xã Cẩm Đường nói riêng, huyện Long Thành nói chung. Ngày trước chị cũng buôn bán nhỏ đó, thì cũng bán nay dai, khách khứa thì cũng là ít thôi. Thì từ khi là ở sở có hỗ trợ kệ và các bảng hiệu này kia thì chị cũng buôn bán được, khách khứa nó cũng nhiều hơn, buôn bán cũng được hơn lúc trước. Chị cũng rất vui mừng, cũng được là sở hỗ trợ cho chị, chị cũng vui lắm, mừng lắm. Nhất là để cho người dân biết được đây là cái địa điểm trưng bày các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam. Để người dân tới hưởng ứng cũng như là mua những cái sản phẩm có chất lượng sử dụng. Cái đó là cũng là góp phần trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Cũng giống như tạp hóa Lan Phương, tạp hóa Vi đóng chân tại xã Bầu Trâm, thành phố Long Khánh là cửa hàng thứ 13 được khai trương trong đợt này. Với người dân vùng sâu còn nhiều khó khăn như xã Bầu Trâm, muốn mua sắm phải đi hơn chục cây số qua các vùng lân cận, thì việc khai trương điểm bán hàng Việt uy tín như thế này là một niềm vui khôn tả. Một trong những tiêu chí của nông thôn mới nâng cao Bầu Trâm phải đạt trong năm 2019 là tiêu chí số 7 là chợ nông thôn. Mà cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp mà chuyên bán hàng Việt này rất là thuận lợi cho người dân. Người dân có thể tiếp cận được những cái hàng Việt tới đây mua sắm rất là dễ dàng và thuận lợi. Ấp Bầu Sình, xã Suối Cầu là một xã vùng sâu của huyện Xuân Lộc. Mặc dù có hơn 1.900 hộ dân sinh sống, nhưng đến nay toàn xã chưa có chợ phục vụ nhu cầu mua sắm. Do đó, việc khai trương điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt tại đây sẽ phần nào giúp người dân địa phương tiếp cận hàng Việt và thuận tiện trong việc mua sắm, giao thương. Đúng rồi, họ rất chi là mừng. Họ nói là từ nay trở đi là họ cũng nói chung là có cái chỗ an toàn, có nhà nước đầu tư về đây là một cái gọi là điểm bán hàng Việt để đến những cái người tiêu dùng nông thôn là khỏi đi xa hơn đó, với là tiếp cận với người dân hơn, cho nên nó là họ rất mừng và vui, rồi còn muốn nhân rộng ra nhiều những cái mô hình nhiều nơi khác hơn, với là bản thân chị á là mong là sẽ được nhiều nơi tiểu thương khác là được đón nhận những cái sự ưu ái của tỉnh. Từ ngày nhận tin vui được Sở Công Thương Đồng Nai hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa cửa hàng, đầu tư quầy kệ, bảng hiệu theo đúng quy chuẩn, gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, chủ tạp hóa cô Anh đã cố gắng hoàn tất việc nâng cấp để cửa hàng sớm được khai trương.
gia đình còn tự bỏ thêm kinh phí để cửa hàng được khang trang, sạch đẹp, đúng chuẩn một siêu thị mini phục vụ bà con trong khu vực. Tính đến nay, Tân Phú là địa phương có số điểm bán hàng tự hào hàng Việt được hỗ trợ từ tỉnh nhiều nhất, với 4 điểm trong số 15 điểm bán hàng Việt trên toàn tỉnh. Do đặc thù Tân Phú là địa phương còn nhiều khó khăn, số xã chưa có chợ vẫn còn khá lớn, nên việc xây dựng các điểm bán hàng Việt đang được huyện đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn huyện Tân Phú là một vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Chợ xây dựng thì hiện nay cũng chưa được đầy đủ lắm. Thì những cái điểm như thế này nè, rất là tốt. Hiện nay trên địa bàn của huyện còn khoảng 9 xã nữa là chưa có điểm bán hàng này. Thì cũng mong được cái sự là hỗ trợ của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc Tiến Thương Mại của tỉnh hỗ trợ cho địa phương các điểm bán hàng tới. Thấy người mình mua bán thì nó cũng thuận tiện mọi điều. Và người mua người ta thấy cũng dễ dàng, vui vẻ đón nhận hơn lúc trước. Nói chung là rất là hợp tình. Có thể thấy thời gian qua, hiệu ứng từ các điểm bán hàng tự hào hàng Việt đã giúp hàng Việt Nam được người dân Đồng Nai ngày càng ưa chuộng, tạo điều kiện cho bà con được mua hàng Việt chính hãng, giúp doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa. Tính đến nay, Đồng Nai đã có 15 điểm bán hàng Việt được tỉnh hỗ trợ, dự tính đến cuối năm, con số này còn tăng hơn. Qua theo dõi và báo cáo từ các địa phương, thì các điểm tự hàng Việt là một cái điểm được người dân đánh giá rất cao, vì người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa hay là các địa phương mà địa bàn mà chưa có chợ mà chúng tôi triển khai mô hình điểm, thì người dân có cái điều kiện để tiếp cận với hàng Việt có chất lượng và giá cả hợp lý. Cũng từ mô hình điểm của Bộ Công Thương mà chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh có cái phần hỗ trợ cho các địa phương từ ngân sách tỉnh, và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng khuyến khích các địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành, là nhân rộng mô hình từ nguồn ngân sách của các huyện. Thì theo báo cáo của địa phương thì được biết là hiện nay đã có huyện Vĩnh Cửu đã nhân rộng mô hình bằng nguồn ngân sách của huyện. Và tới đây thì có thể là các địa phương mà chúng tôi đã triển khai thì tiếp tục nhân rộng mô hình này. Bằng nguồn vốn của tỉnh, Sở Công Thương Đồng Nai đã hỗ trợ các điểm bán lắp đặt kệ hàng, trang trí bảng hiệu bắt mắt và tạo hiệu ứng quảng bá hàng Việt tốt nhất. Các điểm bán hàng còn được tham gia chương trình quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Đặc biệt, Sở Công Thương tỉnh yêu cầu chủ cửa hàng cam kết thực hiện tốt các khâu cung cấp hàng hóa, tìm nguồn hàng chất lượng, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm là hàng Việt chính hãng. Với không gian rộng rãi, văn minh, lịch sự, hàng hóa dồi dào và hầu hết là hàng Việt Nam chất lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng tự hào hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Thì việc mở một cửa hàng với tên gọi tự hào hàng Việt để khá khang trang và để bán những hàng Việt Nam chất lượng cao như thế này, đây là một niềm vui rất lớn của bà con sinh sống tại khu vực. Ở đây mà kinh tế mà xa xôi hẻo lánh mà được có cái cửa hàng như vậy, dân họ rất là quý, họ thích lắm. Ở đây ai cũng đều thích hết. Ổn định giá với lại hàng Việt thì hả, mấy người dân ở đây thì cũng vui lòng. Rồi cũng tốt, được mấy hàng đây cũng hả chất lượng. Ở đây mà mở được cái siêu thị tự chọn này, vô chọn cái gì cũng tiện lợi hết đó. Mà sạch sẽ gọn gàng nữa, mà đầy đủ hết, cũng gần như là cái siêu thị mini rồi. Nếu mà gần ở đây chạy ra kia cũng xa, nên đây có đây cũng giá cả thì cũng phải chăng chứ. Nó giống như siêu thị vậy đó, mình muốn mua cái gì mình dễ nhìn, mình tự nhìn vô vậy mình dễ thấy sản phẩm, mua thấy nó thoải mái hơn. Rõ ràng những điểm bán hàng tự hào hàng Việt đã phát huy được hiệu quả, góp phần lan tỏa lòng tin hàng Việt trong cộng đồng. Hy vọng thời gian tới, tỉnh Đồng Nai và các địa phương sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều điểm bán hàng Việt để giúp người dân tiếp cận hàng Việt và thêm tin dùng hàng Việt. Chuyên mục Hội nhập Kinh tế đến đây xin phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.